Cá nục hấp cũng bánh tráng, lâu lâu mình thèm cá biển á, mình thường hay mua cá nục về á, mình hấp hoặc là mình kho khóm ăn kèm với rau sống á, rất là ngon luôn. Cá nục mình mua về rửa lại cho sạch rồi để cho nó ráo nước, xong rồi thì mình ướp cá thôi. Gia vị thì mình ướp cũng đơn giản, cho hạt nêm, đường, bột ngọt và một chút nước mắm. Còn đây á là những nguyên liệu để mình hấp cá, mình khử đi mùi tanh của cá nè, rồi làm cho cá mình thơm và ngon hơn. Gồm hành lá, hành tím, ớt, gừng, mình cho những nguyên liệu này vào rồi mình ướp cá khoảng chừng 15-20 phút cho nó thấm, rồi mình hãy đem đi hấp. Trong khi thời gian mình hấp cá thì mình chuẩn bị rau sống nè. Mình á thì lại thích ăn rau cho nên cái món nào mà liên quan đến rau sống á thì mình chuẩn bị rất là nhiều. Quay ngang á thì mình làm chấm mắm me thôi. Ở chỗ mình á người ta rất là thích ăn mắm me nha. Cá chiên, cá nướng, thịt luộc này kia đó người ta đều chấm với mắm me. Chán mắm me thường người ta làm là chua chua, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, chấm với rau sống là ăn rất là ngon. Cá thì mình hấp khoảng 10 phút thì nó cũng đã chín. Rồi thì mình cho lên mâm thôi. Món cá nục hấp cuốn bánh tráng cũng đã xong. Chào tất cả mọi người. Bữa nay á mình ăn là cá nục hấp gốm tráng ăn với bún rau này kia nè. Đó, chấm mắm me này nè. Nó có đầy đủ rau cho ngay, rau sống, sầu đâu này kia hết nha. À, còn đây là bánh tráng nè. Thêm một trái ớt gì nè. Ớt gì ăn nó mới ngon nha. Thôi mà tất cả mọi người ăn với mình nha. Để mình cuốn bánh tráng nha. Cá nục mình là cuốn bánh tráng ăn là rất là ngon. Rau thì mình thường là để lộn xộn như thế này nè. Đó. Sầu đâu. Sầu đâu chúng mình là gần hết mùa bông rồi nha. Hành lá nè, cái mớ mớ vô. Đó. Tiếp tục thì cá nha. Đây là cá nục mình hấp. Ồ. Mình hấp mình có để gừng nè, hành tím, đó, hành lá này kia vô rất là thơm. Đây. Cái đó là mình cho bún vô thôi. Đó. Cuốn lại. Rồi. Thôi mời tất cả mọi người nha, chấm với mắm me là đúng bài luôn. Wow. Gừng với hành lá này kia không? Rất là thơm nha. Cá nục này có trứng nè. Làm thêm cuốn nữa nha. Lá, đậu gần, dưa leo, gấp cá lên thôi. Hấp gì nó rất là thơm nha mọi người. Bún lên nữa. Cuốn hơi bận rồi. Nhưng mà mình cuốn cũng rất là ok nha. Cũng gọn. Rất là ngon luôn. Mình ăn lúc nào rau cũng nhiều chứ không?